hãy sôi động và hào hứng mua sắm sản phẩm mà bạn đang mong muốn cùng chương trình khuyến mãi nóng nhất và tưng bừng nhất năm nay mang tên Thứ Sáu Cuồng Nhiệt cùng Intel. Chương trình khuyến mãi diễn ra trong 3 ngày duy nhất, 8 đến 10 tây tháng 8 năm 2014 tại Mai Phương Computer, số 3 Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, với cơ hội tham gia là nhận quà và còn được mua sắm thỏa thích.